Chúng con xin chân thành đảnh lễ trước Thế Tôn Ngọc Chứng Tam Minh, Phật Lậu Tận Tự Miền Chánh Giác, Phật Thầy của loài người chư thiên. Chúng con xin chân thành đảnh lễ tám châu báu Thế Tôn truyền trao, tám pháp bảo thanh cao vô thượng, tám pháp diệt phiền não khổ đau. Chúng con xin chân thành đảnh lễ đệ tử chân chánh của Thế Tôn, bậc đầy đủ bốn hạnh thánh hiền, bậc chân thiện sống đời chân chánh. Nghe lời trong kinh là: Này chư hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. Như vậy chánh tư duy là có ba cái tư duy chân chánh: tư duy về ly dục, hay còn gọi là ly dục tư duy; tư duy về vô sân, hay còn gọi là vô sân tư duy; tư duy về bất hại, hay còn gọi là bất hại tư duy. Trong bài kinh này thì nó là tư duy về ly dục, nhưng mà những bài kinh khác thì mình sẽ gặp những cái nói theo cái nó ngược lại một chút vậy đó. Tư duy về ly dục thì là ly dục tư duy. Tư duy đây là những cái dòng suy nghĩ, suy tư trong nội tâm. Hôm qua con đã chia sẻ với chúng ta về chánh tư duy rồi. Mỗi dòng suy nghĩ khởi lên ở trong mình phải nhận diện nó là thuộc dạng tư duy gì. Nó là chánh tư duy hay nó là tà tư duy. Nếu mình thấy những dòng suy nghĩ của mình nó đang nuôi dưỡng ấp ủ về làm dục, làm sân, là những cái sự làm hại bản thân mình và hại người, thì mình thấy những dòng suy nghĩ như vậy thì mình sẽ không có nuôi dưỡng nó mà mình phải diệt tận nó. Cần cho phát triển những dòng suy nghĩ, suy tư chân chánh, phát triển về ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, mình phát triển những dòng tư duy như vậy. Thường ngày mình cũng nên dạy dỗ cái tâm của mình. Dạy dỗ nó là đừng có nghĩ bậy, nghĩ xấu người khác. Đừng có nghĩ những cái chuyện sân hận. Đừng có nghĩ những cái chuyện mà bị dục lôi cuốn kiết sử trong đó. Mình thường nhắc nhở dạy dỗ cái tâm của mình. Luôn kiểm tra từ dòng suy nghĩ trong mình. Từng dòng suy nghĩ phải kiểm tra. À, suy nghĩ này của mình có bản ngã không? Bản ngã theo kiểu tự tôn hay là bản ngã theo kiểu tự ti? Tự ti cũng là bản ngã, mà tự tôn cũng là bản ngã. Dòng suy nghĩ này có cái tôi,
cái tai gì của mình trống không, mình phải kiểm tra kiểm soát lại. Và như vậy suy nghĩ của mình, và mình xem nó có ái trống không. Tham ái cũng đưa đến đau khổ cho mình, đó cũng thuộc về hại tư duy. Tư duy về dục, tư duy về sân, tư duy về những cái sự tai hại, nên gọi là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Nếu mình xem trong cái suy nghĩ mình nó có cái tham ái dính mắc, nhớ thương, nhớ tưởng những người được gọi là người thân của mình ở trong đó, mình biết những cái dòng suy nghĩ tư duy như vậy sẽ đưa mình đến cái tái sanh. Những suy nghĩ tư duy đó là có chất chứa tham ái, sẽ đưa đến làm hại bản thân mình, nó thuộc về hại tư duy, đưa đến làm hại bản thân mình, và nó sẽ làm cho mình sanh tử dài dài. Mình không có nên nuôi dưỡng như vậy. Và những dòng tư duy suy nghĩ ở trong mình xem coi mình có những cái dòng suy nghĩ về ganh tị, tật đố, hơn thua, kỹ, hẹp hòi đúng không? Mà nếu mình thấy những cái suy nghĩ của mình có cái bực bội, khó chịu, mà trong cái bực bội, khó chịu đó của mình nó có cái sự ganh tị, sự tật đố, sự ganh ghét, sự hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, đó là những cái tâm bất thiện. Những cái suy nghĩ đó được gọi là tà tư duy, nó thuộc sân tư duy, nó thuộc hại tư duy. Thì mình phải diệt tận những dòng suy nghĩ đó bằng cái sự như lý tác ý. Mình đưa vào trong đó là những cái dòng suy nghĩ hiện thiện, sân si, hơn thua, ganh tị, tật đố, ích kỷ, hẹp hòi như vậy, không có đưa cho mình đến cái gì tốt lành cả, chỉ làm cho mình thêm nhục nhã trên cuộc đời này thôi, thêm mệt mỏi thôi, dao động mệt mỏi thôi, không được gì hết, và thêm khổ. Mình thấy những dòng suy nghĩ như vậy là đưa đến hại mình, hại mình. Mà hãy mà mình tu ra phía ngoài là mình làm hại người, tức là mình truyền cho người cái lòng sân si, cái sự bực bội, mình làm hại người. Như vậy những cái suy nghĩ về ganh tị, tật đố, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, những cái dòng suy nghĩ đó đưa đến hại mình. Mà hãy lộ ra cho người thấy thì là hại người, vừa hại mình vừa hại người, làm phiền não mình rồi làm phiền não người. Để nhận diện ra những cái dòng suy nghĩ của mình, nó đòi hỏi mình phải có một cái sự gì? Học trì các căn, kiểm soát nội tâm, kiểm soát ngũ uẩn, kiểm soát thọ tưởng hành, nhận diện thọ tưởng hành. Phải có một sự kiểm soát thân tâm như thật tốt. Từng dòng suy nghĩ khởi lên phải kiểm soát. Mà chúng ta có một cái là khi mà bực bội, sân si, sanh khởi thì lại chìm lúng ở trong đó. Rồi hay là những cái dòng suy nghĩ nó khởi lên, nhận diện được đôi chút, rồi sau đó những dòng suy nghĩ phía sau lại suy nghĩ theo nó, làm việc theo nó, hành động theo những dòng suy nghĩ sau đó. Tức tại cái sự nhận diện ngũ uẩn ở trong mình nhận diện không có hết, mình nhận diện có một phần, nhận diện có một chút. Nhận diện ngũ uẩn được cái lúc đầu, mà lúc sau không nhận diện ngũ uẩn, lúc sau cái thọ tưởng hành khởi lên gì làm theo y chang. Thành ra nhận diện được có phần đầu, phần đuôi cái là tôi ạ. Phần đầu là ngũ uẩn nhưng mà phần đuôi là tôi. Thành ra là nhận diện ngũ uẩn là phải theo sát luôn. Lúc nào vậy, thọ là như thế nào, tưởng là như thế nào, hành là như thế nào, thức là như thế nào. Chứ không phải có khúc là đây là ngũ uẩn mà khúc là tôi.
Mình hay vậy đó. Anh khúc đây là ngũ uẩn, nhưng khúc sao là tôi à? Sao phải nhận diện được cái đó? Có một cái trí tuệ kiểm soát liên tục ngũ uẩn trong tự thân của mình, để cho những sắc thọ tưởng hình thức nó không có qua mặt được mình. Cái này con nhắc nhiều, mình ráng đi tu tập mà muốn tiến bộ là phải kiểm soát mình một cách gắt gao, khắt khe, cẩn trọng. Ở ngoài cái lúc mình tu là cái lúc mình ngồi thiền, như là cái lúc mình ngồi mình ghi nhật ký trình pháp, rồi buông ra ngoài cái giờ đó, cái mình xuống bếp là giờ đó không có ngũ uẩn, ngũ uẩn nhắn mặt. Giờ đó là giờ hoạt động của lậu hoặc. Mình hay chia giờ, có giờ thì là giờ kiểm soát ngũ uẩn, nhưng có giờ là hoạt động của lậu hoặc. Thì làm sao mà mình không còn cho lậu hoặc có một khoảng thời gian nào hoạt động nữa, luôn quay về nhìn nhận ngũ uẩn, kiểm soát ngũ uẩn, nhiếp phục ngũ uẩn liên tục được như vậy, là mình sẽ có một cái sự ổn định trong cái sự tu học của mình. Rồi chúng ta có một cái gì nữa, khi đang làm việc á, đang làm gì đó, tập trung đó là không phải là giờ của ngũ uẩn nha. Giờ đây là giờ tôi đang tập trung làm việc nè, để đó tôi làm việc trong vô minh cho coi. Mình hay vậy đó. Thành ra cái giờ mình làm việc đó, giờ đang tập trung làm việc, nhận diện ngũ uẩn khó lắm. Thành ra ngũ uẩn để qua bên, để cho vô minh làm việc, khó vậy đó. Nói vì tu như vậy nên mà cái sự tu của mình nó chậm tiến, chậm tiến. Rồi khi đó là khi làm việc đó là mình đang làm việc với bản ngã, làm việc với cái to, cái to, làm việc với lậu hoặc, làm việc trong vô minh, làm việc trong dục, trong ái. Không hay không biết, không hay không biết. Mà khi tôi đang làm việc mà ai nói đến tôi là chết rồi nha. Đừng đụng đến tôi nha, tôi làm việc là tôi dễ nóng lắm nha. Nên mình phải coi là mình nhân viên của mình làm sao mà trong khi mình đang làm việc lại là cái khi mình tu rất là ngọt ngào, chứ không phải là trong khi đang làm việc là khi đó là giờ mình nghỉ tu. Nếu mà khi mình đang làm việc mà mình cho là giờ mình nghỉ tu, tu chậm tiếng lắm, chậm tiếng lắm. Thành ra là mình phải luôn kiểm soát mình. Trong giờ làm việc làm sao mình vẫn là giờ tu, vẫn là giờ tu. Chánh niệm trong từng cái hành động, và tâm vẫn nhẹ nhàng. Có những cái gì đó sơ xuất trật ý của tự thân hay là của các chư hiền đang phụ mình, nên cũng nhẹ nhàng. Cái gì nó cũng tạm bợ, cũng vô thường, cũng sao hết. Tu là phải miên mật, liên tục miên mật. Đừng nghĩ rằng có một khoảng thời gian nào đó là thời gian tôi nghĩ tu. Bây giờ là thời gian tôi làm việc, chứ không phải thời gian tôi tu. Đó. Mà khi vậy là cái lúc làm việc đó là mình làm không có chánh niệm, làm trong vô minh. Sao mà trong cái giờ làm bếp của mình phải là giờ làm việc của các ứng cử viên học tập? Hãy nhớ vậy đó. Các ứng cử viên lậu tận đang làm việc. Ứng cử viên lậu tận còn hơn cả gì mình biết không? Hơn cả gì? Ai nói đúng? Đúng rồi, giỏi. Có thử.
hơn cả ứng cử viên tổng thống, đúng không? Ứng cử viên tổng thống gọi là ngon nhất, là cao nhất rồi, mà ứng cử viên lậu tận là cao hơn rất là nhiều so với ứng cử viên tổng thống. Vậy chứ ai dám bảo rằng trong vòng sinh tử này mình chưa một lần làm tổng thống đâu? Ai dám bảo rằng điều đó? Trong vô lượng, vô lượng sinh tử như vậy, ai dám bảo rằng mình chưa một lần làm tổng thống? Có thể nói là những cái chức vụ, danh lợi, địa vị trên cuộc đời này, ai dám bảo rằng mình chưa từng nếm trải qua? Nếm trải qua hết. Nhưng mà ứng cử viên lậu tận là mình chưa từng nếm trải. Thành ra nhân duyên trong đời này của mình được cái nếm trải ứng cử viên lậu tận bằng cái nỗ lực, thực sự là một ứng cử viên lậu tận, nỗ lực tu tối đa tu. Mình cho phép mình nâng cao cái lòng tự trọng của mình trong hành xử của mình cũng như vậy, luôn luôn có một sự tự trọng rất là cao, rất là cao. Hành xử trong cuộc sống này phải thật trang nghiêm, thật đúng pháp và thật đẹp. Đẹp luôn tự nhớ rằng mình là ứng cử viên lậu tận, ứng cử viên bất lai. Mình phải hành xử như thế nào, mình phải sống như thế nào cho thật sự là xứng với điều đó. Hành xử như thế nào để cho xứng với điều đó, điều cao thượng đó, điều tối thượng đó. Ứng cử viên đó là ứng cử viên tối thượng, không còn ứng cử viên nào cao hơn. Thành ra là mình tập cho mình có một cái lòng tự trọng, nâng cao cái sự tự trọng của mình lên, để sống thật là đẹp, thật là tốt và thật đúng pháp trên cuộc đời. Những dòng tư duy suy nghĩ bất chánh là hoàn toàn không nuôi dưỡng. Mà khi nào mình kiểm soát được tư duy suy nghĩ là ngon lành, ngon lành. Khi kiểm soát được thọ tưởng hành, thọ tưởng hành gì đang khởi mình thấy biết rõ, không để cho một thọ tưởng hành nào qua mặt mình là ngon lành. Nhớ những cái lời mà con đã chia sẻ đó với chúng ta. Phần nhiều mình hay quên. Đoạn đầu là thấy ngũ quẩn, đoạn sau là không thấy ngũ quẩn, thấy mình. Cái đoạn đó mới là cái đoạn chết người. Phải nhận diện mình trong từng cái cảm thọ, từng cái suy nghĩ, từng cái hình bóng trong nội tâm của mình. Khéo nuôi dưỡng những cái thiện pháp ở trong mình. Nuôi dưỡng những cái tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Khéo tác ý nuôi dưỡng lòng từ, lòng thương chúng sanh, thương mình, thương người, thương cuộc đời này. Khéo tác ý nuôi dưỡng, gìn giữ những cái thiện pháp đó, luôn quán sát nhìn vào trong cái dục của mình, dục ở trong thân, dục ở trong tâm, luôn nhìn nó mà ghê tởm, nhìn nó là cảm thấy ghê tởm, cảm thấy rùng người, cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu, bất thiện, tanh hôi, nhơ nhớp, đê tiện, phàm phu,
súc vật súc sanh, mầm móng súc vật súc sanh đó, mà tư duy về ly dục. Và phải gìn giữ những cái thiện pháp đó, khéo gìn giữ những thiện pháp đó, khéo gìn giữ những thiện pháp đó, khéo gìn giữ tâm thương mình, thương người, thương cuộc đời, phải gìn giữ. Cái pháp gìn giữ những cái thiện pháp nó nằm trong cái chánh tinh cần, chánh tinh cần. Những thiện pháp đã sanh thì phải khéo duy trì, làm cho nó an trú, làm cho nó tăng trưởng phát triển. Mình đã sanh khởi được rồi, những cái pháp gì? Tác ý về ly dục, tác ý ghê tẩm dục, những thiện pháp đó trong mình đã sanh khởi rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục tác ý khéo cho nó an trú, vững trú trong mình, vững chắc trong mình, và làm cho nó phát triển nguyên mãn. Khi nào mình nói đến dục, mình có một cảm giác như mình muốn ói ra, mửa ra, trong lòng mình một hình ảnh của dục từ cái phần ở trên cái thân của mình nó khởi lên một cái, mình cảm thấy mình muốn ói luôn vậy. Mình thấy trên người mình có bộ phận của xúc vật xúc sanh, mình cảm thấy mình không hoan hỷ khi mình nhìn. Khi nó khởi lên trong nội tâm của mình, hình bóng của nó, mình cảm thấy mình không hoan hỷ, mình ghê tởm lắm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ đi đến cái chỗ là nhiếp phục nó và diệt tận nó một cách hoàn toàn, nó không còn làm trời đó với mình. Vấn đề ở đây là gì? Là sự nuôi dưỡng thiện pháp đó, nuôi dưỡng sự ghê tởm đó, duy trì sự ghê tởm đó, an trú sự ghê tởm đó trong mình, để cho phát triển mạnh sự ghê tởm đó trong mình. Đến một thời điểm, một giai đoạn thích hợp, thì nhân quả của pháp hành đó sẽ hiển lộ. Vấn đề là gì? Là sự an trú pháp, sự duy trì pháp, sự liên tục pháp trong nội tâm của mình. Không có gì hết, không có gì hết. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp là vô thường. Nhưng mà sở dĩ nó có mặt trong mình là vì mình đã không biết và quân tập nó, nuôi nắng nó, nuông chiều nó, che chở nó, bảo dưỡng nó, gìn giữ nó trong cái tự thân của mình lâu quá rồi. Thành ra giờ nó mạnh mẽ, nó dữ dằn thôi. Nhưng mà mình khéo tắc ý, khéo nhiếp phục, khéo tắc ý, khéo nhiếp phục. Cái quan trọng là gì? Phương pháp đúng. Mình có một cái cách thực hành đúng để nhiếp phục dục, để diệt dục, là mình chắc chắn mình sẽ diệt được nó. Tại vì bản chất của nó là duyên sanh, đúng không ạ? Dục là gì? Là duyên sanh. Mà cái gì duyên sanh thì bản chất của nó là gì? Là vô thường, là biến đổi, là hoại diệt. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mình thấy nó chặt quá ở trong thân tâm của mình là vì sao? Vì cái thời gian sống trước đây của mình là vô minh, cho nên mình chấp chứa, mình nuôi dưỡng nó, mình phục vụ nó, mình nô lệ cho nó. Mỗi khi nó sanh khởi, mình làm cho nó thỏa mãn. Thành ra nó vững trú, nó vững chắc ở trong cái thân tâm của mình. Bây giờ mình không có phục vụ nó, không có làm cho nó thỏa mãn, không có nuông chiều nó nữa, không có che giấu nó nữa. Mà bây giờ mình phải lôi nó ra ánh sáng và diệt tận nó. Nó không phải là mình. Thành ra cái dục nói ra là mình trình một pháp bất thiện ra. Cái này đâu phải là tôi, đâu phải của tôi, đâu phải tự ngã của tôi đâu. Mà khi nào mình giấu giếm nó, tất nhiên là mình cho nó là mình. Mình mới giấu giếm nó. Mà mình giấu giếm nó thì nó sẽ có cơ hội sống ở trong mình thôi. Nguyên lý là như vậy đó. Thành ra vấn đề là sự tu tập, sự kiên trì, kiên trì nuôi dưỡng những cái ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, kiên trì nuôi dưỡng những cái thiện pháp,
tập những cái tâm hiểu và thương, tập những cái tâm bao dung, tập những cái tâm chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau, tập những cái hành diệt ngã, nuôi dưỡng cái hành diệt ngã. Hành diệt ngã đưa đến sao? Không làm hại mình, không làm hại người. Đó được gọi là bất hại tư duy đó. Tư duy về bất hại đó. Mình cần nhiếp phục được bản ngã chừng nào thì càng tốt cho mình chừng nào. Cái tâm diệt ngã đó không đưa đến làm hại mình, hại người. Thành ra những cái thiện pháp mình đã học khéo duy trì, khéo tác ý. Đừng có để cho cái tâm của mình nó mông lung, nó bâng quơ, nó nhớ chuyện đầu đông, đầu tây, đầu nam, đầu bắc, nhớ chuyện ngày xưa, nhớ chuyện người thân, nhớ chuyện gia đình. Đừng có để cho tâm mình bâng quơ, mông lung, lang thang, lang mang. Đừng có để cho tâm mình như vậy, mà đưa tâm mình vào trong những cái chủ ý mà mình mong muốn, đưa tâm mình vào trong sự tác ý những cái thiện pháp mà mình đang tu tập. Trong đạo tràng ai có cái gì hay, mình tác ý về điều đó, thán phục điều đó, học hỏi điều đó. Nhìn những cái gương xung quanh mình, vị nào có cái hay ở cái điểm này, vị kia có cái hay ở điểm nọ. Mình nhìn xung quanh ai có cái gì hay mình cứ học hỏi. Tại vì trong đạo tràng của mình là những người đang tu tập chung với mình trong cái thiện pháp này. Thành ra cứ nhìn xung quanh ai có cái gì hay thì cứ học hỏi. Ai thực hành được những cái thiện pháp nào rồi, mình nghe thấy rồi, mình quan hỷ, mình tán thán, mình nỗ lực tu tập, tập cho tâm mình tôn trọng, tôn kính tất cả mọi người trong đạo tràng. Tại vì trong đạo tràng này, mỗi người, mỗi thành viên không hay ở chỗ này thì cũng hay ở chỗ khác, không hay ở điểm này thì cũng hay ở điểm kia. Mình phải tập nhìn ra cái tốt của mọi người. Chứ đừng có tập tối ngày mà cứ châm bẩm vào trong cái chưa có hoàn thiện của người đó. Nội tâm như vậy mình ở không được trong đạo tràng, là tu không được, tiến không được. Tối ngày mà nội tâm cứ đề tìm cái xấu của người ta mà suy nghĩ không, cứ tìm bóng tối mà chui vô không, thì làm sao mà nội tâm nó có một cái tương lai tươi sáng nào được, phải không ạ? Thành ra cái tâm của mình, mình dạy nó phải biết khôn, biết cái chỗ nào hay nên học hỏi, biết cái nước nào ngọt nên uống, biết cái pháp nào thiện lành nên học hỏi tu tập. Chứ không phải nhìn nhau là tối ngày cứ là tri tìm cái xấu của nhau, rồi tối ngày cứ nhớ lên cái xấu của nhau. Tập một cái tâm luôn nhớ mình các pháp là vô thường. Đạo tràng mình các vị tập khí còn vầy khác, nhưng ta đang tu tập, người ta cũng có những cái tốt của người ta, mình nên học hỏi điều đó, hay là mình nên quan hỷ với lại cái tốt đó. Đó là gì? Là chánh tư duy. Chánh tư duy, chánh tư duy phải chiếm hết đời sống của mình, không phải động một cách đơn giản vậy là xong. Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại, à mấy cái suy nghĩ đó là chánh tư duy, vậy như là xong. Vậy là không có tu được, và không có hiểu pháp, chỉ hiểu hiểu chữ, hiểu ngôn ngữ mà thôi, hiểu nghĩa của lời nói đó, nhưng mà không hiểu được pháp đó, chưa có thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về pháp đó. Biết chữ, biết nghĩa nhưng mà không biết pháp. À, có thể giải thích là tư duy về ly dục là vậy, vậy là những suy nghĩ về ly dục, tư duy về vô sân là vậy, suy nghĩ về sự không có sân. Nhưng mà hỏi như thế nào là ly dục nó ra,
Thế nào là tư duy về vô sân đó? Đó rồi. Con thưa với chúng ta để ngày hôm nay có thể giải thích cho chúng ta rõ về chánh tư duy như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Là kết quả của một quá trình dài tu tập. Không dễ gì giải thích được như vậy đâu. Trước đây thì chỉ là chữ nghĩa mà thôi. Giảng giải bác chánh đạo trên chữ nghĩa thì dễ lắm, dễ lắm. Cứ đem cái này ra giảng giải là được. Nhưng mà tu hành thể nhập vào trong pháp, thể nhập vào trong pháp, thực thấy thực biết về pháp, điều đó mới là một điều thật sự là hiếm hoi, hiếm có, hy hữu. Chứ bây giờ đem chữ nghĩa này ra giảng thì dễ lắm. Hồi trước con cũng chỉ hiểu về chữ nghĩa như vậy. Sau này thời gian tu tập rồi nhìn ra, mình mới thấy được cái thần pháp nằm trong cái chữ nghĩa này là gì. Pháp vận hành trong chữ nghĩa này là gì. Pháp vận hành trong chữ nghĩa này là gì. Biết chữ, biết nghĩa là một vấn đề, nhưng mà biết được pháp vận hành trong cái vấn đề đó là gì là một vấn đề khác. Thành ra biết chữ, biết nghĩa dễ lắm, nhưng mà biết pháp vận hành trong cái chữ nghĩa đó, pháp nó đang vận hành như thế nào, là một điều chỉ có những bậc thực tu vào trong cái pháp đó, thực chứng vào trong pháp đó mới có thể thấy biết được. Chứ bạn không mà giảng chữ nghĩa thì thôi. Như Tư Thanh Đế được gọi là vô thượng pháp luân, vô thượng pháp. Bác Chánh Đạo được gọi là vô thượng Phật Đạo. Trong lời kinh có ghi rõ như vậy. Vô thượng pháp luân đã được vận chuyển, đã được khai thị ở vườn lộc quý. Được nói rõ vậy đó. Nhưng mà đọc chữ, đọc nghĩa đó, thì hầu như là ai cũng biết chữ, biết nghĩa, biết mặt chữ, biết mặt nghĩa. Nhưng mà bây giờ tìm một cái sự trình bày khai thị hiển lộ làm sáng cái ý nghĩa rằng Tứ Thánh Đế thật sự là vô thượng pháp luân như thế nào? Như thế nào? Như thế nào Tứ Thánh Đế được gọi là vô thượng pháp luân? Điều đó mới là điều khó khăn. Chỉ có những bậc nỗ lực tu tập thực hành trong pháp đó. Thực hành rồi mà phải thực hành đúng, phải đúng một cái phương cách thực hành, chứ không phải là muốn thực hành kiểu nào là thực hành. Bởi vậy mình mới có gì pháp tám chánh, phải đúng. Thực hành Tứ Thánh Đế thực hành phải đúng, thực hành Bát Chánh Đạo thực hành phải đúng, thực hành Tứ Niệm Xứ thực hành phải đúng. Mà thực hành không đúng thì thôi cũng như không. Anh ra bây giờ nó thực hành Tứ Niệm Xứ, thiền Tứ Niệm Xứ đầy hết, treo đầy hết. Nhưng mà vào trong pháp hành các chỉ coi cái pháp trong thực hành đó dính với cái chỗ nào trong kinh Tứ Niệm Xứ, chỉ dùm này, dính với chỗ nào trong kinh Tứ Niệm Xứ, dính được mấy chỗ, có dính không là cái điều thứ nhất. Thứ hai là dính được mấy chỗ trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thành ra hiểu chữ, hiểu nghĩa là một vấn đề. Hồi nay bây giờ nó thực hành tu tập là một vấn đề khác. Nhưng thực hành tu tập như thế nào, đó là cái điều cay đắng. Gọi là thiền Tứ Niệm Xứ. Nhưng vào trong nguyên một cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì nó giống được mấy phần, nó đúng được mấy phần, còn bao nhiêu phần không có tu tập thực hành trong đó. Mà không có tu tập thực hành là thiếu sót.
Mà sự tu tập thiếu sót như vậy, không có viên mãn như vậy, làm sao đưa đến chánh trí, chánh giải thoát? Sự tu tập thực hành phải đầy đủ, phải viên mãn, mà đúng theo phương pháp cách thức mà bậc chánh đẳng chánh giác đã chỉ dạy, đã trình bày, đã tu tập, đã thực chứng, phải đúng theo như vậy. Còn theo một cái sự sáng tạo sáng lập của ai đó, không phải của bậc chánh đẳng chánh giác, mà là của ai đó, thì thôi, kết quả là mình ráng chịu. Như vậy á, để mà mình tu tập được cái pháp chánh tư duy á, là mình phải thường xuyên có một sự như lý tác ý. Chứ chánh tư duy không tự nhiên có, chánh tư duy có mặt do sự tu tập chánh tri kiến, như lý tác ý trong những pháp đã được tu học. Chánh tư duy là pháp phải được tu tập, tu tập thực hành. Và tu tập cái gì, thực hành cái gì để có được sự thành tựu chánh tư duy? Phải có như lý tác ý, là phải chủ động. Như lý tác ý là gì? Chủ động dạy dỗ cái tâm của mình, nó suy nghĩ đúng theo chân lý của các pháp mình đã được học. Chủ động dạy dỗ cái tâm của mình đúng theo sự thật của các thiện pháp mà mình đã được tu tập. Thành ra trong cái sự tu tập này, khởi hành tu tập chánh tri kiến cho đến sự tu tập thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân, cho đến thành tựu chánh định, tất cả phải nhờ sự tác động, sự dẫn đường của như lý tác ý. Như lý tác ý là pháp làm cho sanh khởi tất cả các thiện pháp. Như lý tác ý còn có nghĩa là tác động tâm ý theo đúng như chân lý, theo đúng như sự thật của các pháp mà mình đã tu tập. Như lý tác ý, tác ý là tác động tâm ý. Như lý là đúng như chân lý, đúng như sự thật của những điều mình đã được tu học. Và sự thật đó là gì? Đúng theo sự thật của Tứ Thánh Đế, đúng theo sự thật của Bát Chánh Đạo, đúng theo sự thật của Tứ Niệm Xứ. Tác động tâm ý của mình dạy dỗ nó phải đi vào trong những cái chân lý đó, an trú trong những cái chân lý đó. Ví dụ như một tà tư duy sanh khởi, mình tác ý mình nói rồi, đây là một tà tư duy, không phải là một chánh tư duy. Mà đã là tà tư duy thì ta không nên nuôi dưỡng cái tư duy sai lầm, sai quay này, phải diệt tận nó thôi. Nó là như lý tác ý, đúng theo Bát Chánh Đạo, đúng theo Tứ Thánh Đế, là như lý tác ý. Như nãy con chia sẻ chúng ta là gì? Tác ý là tác động tâm ý, như lý theo đúng như chân lý sự thật mà mình đã được học hỏi. Sự thật về Tứ Thánh Đế, sự thật về Bát Chánh Đạo, theo đúng như sự thật mà các bậc thánh đã giác ngộ, đã thấy biết, là tự nhiên là tác động tâm ý theo Tứ Thánh Đế. Mà mình nói một cách gọi là nhẹ nhàng gần gũi của mình là sao? Như lý tác ý là sao? Dạy dỗ tâm ý của mình, dạy dỗ thọ tưởng hành của mình an trú trong các thiện pháp, trong Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần. Dạy dỗ tâm ý của mình hướng nó vào trong các cái thiện pháp đó. Mình chỉ đường cho nó đi đó, mình hiểu không? Ví dụ như mình hồi nhỏ mình ăn học 12 năm ăn học,
Mình đến trường là thầy cô mình là còn là dạy dỗ mình đi theo những cái kiến thức hiểu biết của thầy cô, phải không ạ? Nhưng mà rồi sau 12 năm ăn học, mình dự mình học lên đại học đi, rồi mình cũng được học cái kiến thức của các vị giáo sư, rồi học lên thạc sĩ, tiến sĩ gì đó. Rồi mình buông ra những cái trường học đó hay là ngoài những cái giờ học đó, cái là mình sống ở trong cái gì? Cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Sống ở trong dục, sống trong ái. Mình không có dạy dỗ tâm ý của mình. Tự nhiên là học xong rồi ra ngoài đời là bắt đầu là mình sống theo danh, theo lợi, theo vật chất, theo tiền bạc. Mình không có dạy mình. Mà lúc đó dạy mình là mình dạy sao, làm sao để kiếm tiền cho nhiều đây. Làm cái này phải ăn gian chút mới được thêm tiền. Mình dạy bậy, phải không ạ? Mình suy nghĩ những cái điều mà để cho mình kiếm thêm tiền bạc, vật chất, danh lợi, sắc tài. Mình suy nghĩ là bây giờ làm sao để kiếm thêm nhiều tiền, buôn bán này phải gian lận chút xíu nè. À, buôn bán ngoài đời mà biểu tôi không gian sao được. À, mình dạy mình. Nên mà rồi bây giờ vào trong sự tu mình dạy mình. Mọi tư duy suy nghĩ của mình phải dạy mình, định hướng cho dòng tư duy suy nghĩ của mình, định hướng cho cách sống của mình, cho cách hành xử của mình, cho cách ứng xử của mình phải định hướng. Và thanh quy là gì? Là sự định hướng cho mình. Mình hiểu không? Mình phải định hướng, phải dạy mình. Ở ngoài đời cái tâm người ta sẽ dạy là làm sao buôn bán, làm sao đi làm, phải định bợ làm sao để kiếm chức kiếm quyền, đúng hay không? Đi làm phải nỗ lực đi làm cho sếp thương, nỗ lực đi làm rồi còn phải khéo mồm khéo miệng kiếm chức kiếm quyền. Ra ngoài đời buôn bán thì phải gian lận. Mình dạy mình đó, cái đó là mình dạy mình đó. Còn bây giờ mình vô chùa mình phải dạy mình sống phải có nề nếp, nghe chưa? Có thành quy, có quy củ, nghe chưa? Đưa nề nếp ra dạy mình. Tinh thần của đạo tràng là gì? Tinh thần chung của đạo tràng là gì, nhớ không? Ứng xử trong đạo tràng phải như thế nào, nhớ không? Phải dạy mình. Mình mà không dạy mình, mình để nó sống như thú hoang, mình tu không bao giờ tiến bộ. Mà mình uống nắng cái con thú hoang ở trong mình, cái tâm vô minh lậu hoặc của mình, cái tâm hoạt động một cách rất là ở trong bản năng của mình, bản ngã dục ái của mình, mình uống nắng nó, mình uống nắng cái con thú hoang này. Con thú hoang này nó sống ở trong mình vô lượng kiếp. Bây giờ mình uống nắng nó vào nề nếp, mà phải có sự chủ động uống nắng nó, chứ không phải để cho nó tự nhiên lúc nào nó muốn sao muốn, lúc nào nó muốn tu tu, lúc nào nó muốn chơi chơi, lúc nào nó muốn phóng vật phóng vật. Tu như vậy không bao giờ tiến, hoặc là tiến rất rất là chậm. Còn mà tu mà kết hợp với lại một cái dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc, đặt hết tâm ý của mình vào trong đó, quan sát, tác động dạy dỗ tâm ý của mình vào trong nề nếp của thanh quy của đạo tràng. Tu học như thế nào? Luôn nhắc nhở mình phải luôn quan sát nhận diện ngũ uẩn. Mình dạy mình trước, mình hiểu không ạ? Cái chỗ này là tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối quan trọng. Chỉ chỗ dấu vàng, con chỉ rồi đó, ráng mà đào lên đi. Chúng ta phải đào thì chúng ta mới lấy được vàng. Chứ còn mới cứ chỉ cái chỗ đó là cái chỗ có vàng đó, bật mí nha, chỗ đó có vàng, con chỉ rồi, chỗ đó có vàng, vàng khối ở dưới, ngọc xoàn nè, kim cương nè, xà cừ, mã não, lưu ly, chân trâu gì đây đó, con mới chỉ rồi. Chúng ta phải đi lại, phải đào lên, phải bới lên, phải sớm luôn. Bây giờ con chỉ cho chỗ dấu vàng mà chúng ta không đi lại đó, mà đào bới sớm lên, là chịu khó phải đào sâu xuống dưới 3 mét. Chúng ta đào bới sơ sơ chừng tấc hai tấc chúng ta bỏ cuộc, không thấy vàng. Tại vì sao? Vì chúng ta lười biếng,
luôn luôn không giận. Nếu mà mình nỗ lực thực hành, nỗ lực đào bới thì đào đúng 3 mét là sẽ gặp vàng. Cũng vậy, con đã chỉ cho chúng ta cách tu, cách tu và cách thành đạt mau chóng cái sự tu hành của mình. Và chúng ta phải thực hành, chúng ta phải nỗ lực thực hành, phải nỗ lực đào bới, phải nỗ lực đào bới, phải nỗ lực thực hành, phải nỗ lực như lý tác ý thì chúng ta mới thấy được cái đống vàng, cái đống kim cương hột xoài. Bây giờ con chỉ hoài mà chúng ta không chịu đi đào, đi bới, đi xới, đi móc lên thì con chỉ đến chết chúng ta vẫn không thấy vàng. Ai mà khéo con chỉ thì một hai lần, đi đến ngay cái chỗ đó đào bới xới lên thì vị đó sẽ thấy vàng. Như vậy con đã chia sẻ với chúng ta rồi, như lý tác ý, như lý tác ý là pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp. Sự không phóng dật là pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp. Như lý tác ý và không phóng dật, không dễ vui, không buông lung, không sống chìm nổi trong những cảm giác của vô minh vật vời. Phải có một sự tinh cần, tinh tận, không phóng dật. Không phóng dật là pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp. Và như lý tác ý cũng như vậy. Như lý tác ý là pháp làm sanh khởi chánh tri kiến. Tiếp tục như lý tác ý thì sẽ làm tiếp tục sanh khởi những cái pháp chánh về sau. Luôn tác ý tự hỏi rằng hôm nay mình sống có chân chánh hay không? Thân hành mình có chân chánh hay không? Khẩu hành mình có chân chánh hay không? Có đúng pháp hay không? Ý hành mình có chân chánh hay không? Luôn tác ý tự hỏi mình, thọ tử hành có được mình để ý quan sát, nhận diện, nhiếp phục không? Cuộc sống của mình có nằm trong thanh quy của đạo tràng hay không? Hành vi cử chỉ lời nói của mình có nằm trong thanh quy của đạo tràng hay không? Mình đã tu tập được bát chánh đạo như thế nào? Mình đã nhìn thấy khổ được như thế nào? Ai mà không khéo có sự tác ý thì cứ mở lên những bài mà con đã tác ý cho đó. Quán bọn nước là gì? Là những bài con đã tác ý cho chúng ta rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta thể nhập, thể nhập từng ý nghĩa của những câu mà con đã tác ý cho chúng ta là sướng quá, phải không ạ? Thật ra chúng ta tu tập với con là chúng ta sướng lắm. Hầu như là cái gì con cũng trình bày từ A đến Z hết rồi. Pháp tu nào cũng vậy, từ thiền tâm từ cũng vậy, sẵn luôn một bài quán tâm từ. Quán diệt ngã có nguyên một bài sám hối diệt ngã. Cứ đọc vào trong đó đi, chiêm nghiệm vào trong đó đi thì tha hồ diệt ngã. Pháp ở trong đó quá minh bạch, rạch ròi, đầy đủ, thiện xảo. Thiện xảo, thiện xảo. Một pháp mà con trình bày là con để tâm vào đó, là con nhìn tất cả mọi góc độ, mọi khía cạnh của pháp đó để mà trình bày. Làm bài sám hối diệt ngã là đặt tâm vào trong đó để xem tất cả những hoạt động của bản ngã nằm ở chỗ như thế nào. Và làm sao, những pháp hành như thế nào để có thể diệt ngã. Đọc vào trong đó đi, nó là trí tuệ, không phải là trí tuệ của kẻ phàm phu vô minh có thể làm ra một bài pháp như vậy được. Không thể có. Mình đọc vào trong đó đi, để tâm vào trong đó đi, rồi mình sẽ chiêm nghiệm, thưởng thức
hương vị của thánh trí tuệ, của pháp bảo. Bài đó là gì? Là như lý tác ý đó. Tận đạo vô thượng là như lý tác ý đó, cũng là thánh trí tuệ đó. Đảnh lễ trí đức Như Lai cũng là như lý tác ý đó, cũng là thánh trí tuệ đó. Tác ý biết rõ Đức Phật là người như thế nào, tâm quan hỷ trong đó, và nâng cao, nâng cấp cái đời sống mình lên, không để cho mình sống trong những pháp thấp kém, phàm phu, phàm tục. Nâng cao mình lên, nâng cao bản thân mình lên. Chiêu lý tác ý là gì? Là nguyện cửa vào bất tử đó đó, đầy hết cho chúng ta đó. Vị nào mà không thiện xảo tác ý. Nhưng mà thật ra ngày giờ này khi con nghe cái phần trình pháp của chúng ta, trong cái phần nhận diện ngũ uẩn trình pháp của chúng ta trong các tuần tịnh tu, thì con thấy hầu như chúng ta vị nào cũng đã biết tác ý rồi. Có những vị tác ý mạnh mẽ, sâu sắc, có những vị tác ý vừa phải. Nhưng mà hầu như vị nào cũng biết như lý tác ý hết rồi. Tại vì pháp ở đây học với con từ đầu tới cuối toàn là như lý tác ý không à chứ gì. Và trong đời sống này, nếu chúng ta có một sự thiện xảo cho như lý thích ý dẫn đầu mình, chủ động dạy dỗ tâm ý của mình, phải dày, phải khác, không có được bản ngã, không có được ương ngạnh cứng đầu, không có chạy theo dục, không có chạy theo ái, nghe chưa? Thường xuyên dạy mình, nhắc nhở mình. Cái nhìn, cái thấy của mình về cuộc sống đã có chánh tri kiến chưa? Cuộc sống này mình nhìn đã có thấy khổ chưa? Đặt ra những câu hỏi đó rồi mình phải giải đáp. Mình phải giải đáp. Mình phải tác ý như thế nào để thấy khổ lên. Mở giải thoát trí lên. Mở sám hối gì cả lên. Đó là mấy cái bài đó để cho mình thấy khổ đó. Những cái bài đó để cho mình thành tựu trí về khổ đó. Như vậy khi khéo tu tập và thực chứng các pháp thì mình sẽ hiểu rằng đời sống của mình, sự tu tập của mình để làm cho tăng thượng, tăng trưởng nhanh sự tu tập của mình, mình phải biết phát triển chánh tư duy. Như lý tác ý còn là chánh tư duy nữa. Mình thấy các pháp có sự liên kết hay không? Nhưng mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác với một cái trí tuệ viên mãn rộng mở, ngài có nhiều phương tiện để mà nói. Đó là Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích đó. Khi thì ngài nói đó là như lý tác ý, khi thì ngài nói đó là chánh tư duy. Ngài đã dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích cho mình nghe. Cái quan trọng của mình đó, trong cái ngày giờ này, là sau khi nhận hiểu thế nào là chánh tư duy rồi, thế nào là như lý tác ý rồi, thì tinh cần tinh tấn thực hành, thực hành tu tập chánh tư duy như lý tác ý để cho phát triển và thành tựu chánh tư duy. Mọi người có một sự tu tập tốt thì chánh tư duy sẽ được phát triển trong suốt một ngày tu tập của người ấy, được vận hành và được phát triển trong suốt ngày tu tập. À, như vậy là đó là chánh tư duy. Này chư hiền, thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ là gì? Là lời nói chân chánh, hay nói lời chân chánh, hay là nói lời đúng pháp. Thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm.
Này chư hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. Như vậy trong cái phần chánh ngữ, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Tức là không nói láo, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời phù phiếm. Thì bốn cái giới này mình biết rồi phải không ạ? Nhớ chưa? Này chỉ mẹo cho học bài. Rồi bây giờ thêm chữ tự chế vô nữa là xong. Mình chữ tự chế nó rất là hay. Trong cái giới luật của đạo Phật nó có cái chữ tự chế. Tự chế mang cái nghĩa là gì? Nếu mà để đơn thuần là không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, cái đó là khác à. Cái đó là giới cấm thủ, là cấm mình không được phép nói. Còn này tự chế không nói láo là tự mình chế ngự mình, nhiếp phục mình, không cho phép mình được nói láo. Vì nói láo là một pháp không có hay ho. Nói láo không phải là pháp của các bậc chân nhân. Nói láo không phải là pháp của các bậc thánh hiền. Vì vậy nếu mình muốn học hạnh thánh hiền, học hạnh của các bậc chân nhân, thì mình đừng nên nói láo. Mình phải tự mình chế ngự mình, hạn chế mình, nhiếp phục mình, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm linh tinh. Thành ra cái danh từ tự chế ở đây, cái từ tự chế ở đây nó mang một ý nghĩa là gì? Mình hiểu rõ những gì mà mình đang làm, mình đang nói, mình đang tu tập. Mình ý thức với lại những gì mình đang tu tập. Mình biết rõ nhân quả, mục đích của những gì mình đang tu tập, chứ không phải là ai ra lệnh cấm đoán mình hết. Mình làm, mình giữ giới với một sự tự nguyện. Tự nguyện, chứ không phải là ai ép buộc mình hết. Tự nguyện, tự biết ý nghĩa tốt đẹp của pháp đó mà mình gìn giữ, mình tu tập, chứ không phải là Phật ép buộc mình, không phải là Đức Phật ép buộc mình, hay tăng đoàn ép buộc mình. Là vì mình biết rõ đó là những thiện pháp, đó là pháp của các bậc thánh nhân, các bậc thánh hiền, các bậc chân nhân. Mình biết rõ những thiện pháp như vậy, và mình tự mình dạy mình phải thực hiện các điều thiện, điều lành đó, chứ không phải là ai ép buộc mình. Phật không có ép buộc mình, không có bắt buộc mình, mà mình tự nguyện, tự động, tự ý thức mà thực hành. Đó được gọi là tự chế. Không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, không nói lời phù phiếm. Thành ra giới luật trong đạo Phật không phải là giới cấm thủ. Hãy mà mình giữ giới vì mình sợ Đức Phật la rầy quở trách. Mình giữ giới vì sự cấm đoán của vị này vị kia. Giữ giới như vậy được gọi là giới cấm. Người ta cấm mình á, là mình chấp thủ, mình nắm giữ, mình tu tập, mình gìn giữ như cái giới cấm đó, được gọi là giới cấm thủ. Mình hiểu chưa? Thế nào là giới cấm thủ? Mình hiểu chưa? Người ta cấm mình, tôi nói mình không được làm dây 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 nha. Người ta cấm mình, đó được gọi là giới cấm. Là thủ, thủ là bàn tay, thủ là nắm giữ. Mình nắm giữ những cái giới cấm đó, mình chấp thủ những cái giới cấm đó, mình thực hành những cái giới cấm đó theo cái sự cấm đoán của người khác, của thần linh, của giày khác, của mê tín dị đoan gì gì hay của quyền lực, thì đó được gọi là giới cấm thủ. Hay của một sự chỉ dạy của một ai đó,
người ta dạy mình phải vậy là mình phải làm vậy, thì đó được gọi là giới cấm thủ. Còn mình thực hành giới luật trong đạo Phật là do mình biết nhân quả, ý thức về thiện và bất thiện, ý thức về những pháp hành của các bậc chân nhân và những pháp hành của các bậc phi chân nhân không phải chân nhân, biết rõ như vậy và mình hoan hỷ sống đời sống thực hành pháp của các bậc chân nhân, mình tu tập thực hành pháp của các bậc chân nhân với sự hoan hỷ, với sự tự nguyện, không phải do sự ép buộc của ai, thì đó được gọi là giới thanh tịnh trong đạo. Như vậy khi nói về lời nói chánh ngữ trong đạo Phật là một người tự chế ngữ mình, không cho phép mình được nói dối, không cho phép mình tự tiện tùy ý, không cho phép mình được nói hai lưỡi, nó đâm thọc, nó gây chia rẽ trong đạo tràng, không cho phép mình được có những cái lời nói bất thiện như vậy, không cho phép mình được nói những lời độc ác, nguyền rủa người này người kia. Thành ra không cho phép mình được nói những cái lời ác độc về người này người khác, và không cho phép mình được nói những cái chuyện phù phiếm linh tinh, không cho phép mình được nói chơi nói giỡn, không cho phép mình được nói tạp nhạp tạp thoại, phải gìn giữ cẩn trọng lời nói của mình, phải tôn trọng lời nói của mình, phải nâng niu lời nói của mình, phải tự trọng trong lời nói của mình. Lập bàn thờ cái miệng của mình, cái này quen không? Lập bàn thờ cái miệng của mình, hôm nay có lập không? Trong đạo tràng có ai thấy bàn thờ cái miệng được để lên chưa? Chưa hả? Chưa có ai lập hết trơn hả? Có ai lập không? Giơ tay lên. Có, giỏi ghê chưa? Có luôn hả? Có lập bàn thờ luôn hả? Rồi, vậy là được hai người tâm kiên tệ và giác tâm như à, hai người là ngoan nhất thôi, còn bao nhiêu là gì? Là gì? Học mà không hành. Học mà không hành thì sao? Thì sao? Có đáng bị phạt không? Ngày mai phạt nha, ra ra nhổ cỏ hết, khỏi tịnh tu, khỏi làm bếp gì hết, chưa chăn bị gối, phạt nha. Giờ phạt hay tha? Thôi tha cho đó, nhưng mà phải nhớ lập cái bàn thờ, thờ cái miệng của mình, thờ gìn giữ cái lời nói cho cẩn trọng, lập cái bàn thờ đó. Đâu tâm nhân lập bàn thờ sao? Vẽ hình cái miệng dán lên bàn, gọi gì nữa? Tâm như có cái lư hương đúng không? À, đốt ba cây nhang, mỗi ngày về quỳ lại, mỗi ngày về quỳ lại. Miệng ơi, con lại miệng đừng nói bậy nha. Mỗi ngày về quỳ lại. Miệng ơi, phải tịnh khẩu nha. Tịnh khẩu là gì? Là khẩu phải thanh tịnh trong sạch, khẩu phải nằm trong chánh ngữ, khẩu thanh tịnh trong sạch, được không? Ngày mai con sẽ hỏi lại coi mấy người lập bàn thờ, nhớ nha. Ngày mai con hỏi mà chưa lập là phạt đó. Thank you.
Thank you.